Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Phần tin trong tỉnh có các tin chính. Sở Tư pháp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. Phường Liên Bảo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phần tin quốc tế có tin chính sau đây. Hàng chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với tình huống giả định bị Triều Tiên tấn công. Động thái Bình Nhưỡng lên án là tuyên bố chiến tranh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm giúp các tổ chức hội, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật trong công tác quản trị nhân sự cho 115 cán bộ quản lý của 7 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Bình Xuyên. Tại buổi tập huấn, học viên được phổ biến một số điểm mới liên quan đến công tác quản trị nhân sự trong Luật Lao động, kỹ năng quản trị nhân sự cho cán bộ làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp, phương pháp và công nghệ quản trị nhân sự thông qua cách đánh giá hiệu quả công việc bằng thẻ điểm cân bằng với các chỉ tiêu chủ yếu đo lường công việc trong các lĩnh vực hoạt động then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Có thể nói, trong những năm qua, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các khu cụm công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp mới thành lập và mở rộng quy mô sản xuất nên lực lượng lao động tăng về số lượng, đa dạng về cơ cấu và quan hệ lao động có xu hướng phức tạp hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn công nhân lao động đều trong độ tuổi thanh niên, xuất thân từ nông thôn, trình độ học vấn, kiến thức về pháp luật còn hạn chế, dẫn tới ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của doanh nghiệp chưa tốt. Nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động mới chỉ quan tâm đến việc khai thác hết thời gian và khả năng của công nhân vào hoạt động sản xuất kinh doanh, không quan tâm đến các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động. Chính vì vậy, buổi tập huấn nhằm trợ giúp cho các doanh nghiệp có thêm kiến thức cơ bản về pháp luật để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song với nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, nền kinh tế huyện Lập Thạch dần có những chuyển biến tích cực. Trong đó, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện Lập Thạch đã hình thành 14 chợ nông thôn mới. Huyện cũng xây dựng và nâng cấp chợ thị trấn với tổng diện tích 1,5 hectare. Đồng thời quy hoạch dự án xây dựng trung tâm thương mại mua sắm 5 tầng với tổng diện tích 2.000 m2 tại trung tâm thị trấn của huyện. Cùng với đó, huyện ưu tiên khuyến khích phát triển các ngành nghề tiềm năng của địa phương nhằm tận dụng nguồn lao động tại chỗ cũng như cải thiện đời sống của nhân dân. Với sự quan tâm của chính quyền và sự nhanh nhạy của người dân địa phương, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nên diện mạo mới cho huyện Lập Thạch. Năm 2014, tổng doanh thu lĩnh vực thương mại dịch vụ của huyện đạt 1.079 tỷ đồng. Tin tưởng với những chủ trương đúng đắn trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, huyện Lập Thạch tiếp tục có những bước chuyển mình hòa vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. Phường Liên Bảo là một trong những địa bàn trung tâm của thành phố Vĩnh Yên, có mật độ dân cư đông, các hoạt động thương mại dịch vụ phát triển đa dạng. Trước tình hình đó, Công an phường đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc để địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Phường Liên Bảo có 19 khu hành chính, trên 4.500 hộ dân, với tổng số gần 2 vạn người. Là địa bàn tập trung nhiều trường học, cơ quan, doanh nghiệp, do đó công tác quản lý về người và tài sản gặp không ít khó khăn. Để làm tốt công tác phòng chống tội phạm cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lực lượng công an phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, trong đó chú trọng đến việc phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Công an phường đã có một số các giải pháp. Thứ nhất là công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường để chỉ đạo các cái chi bộ, các khu hành chính phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường để áp dụng tất cả các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, nhằm phát huy cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cái công tác giữ gìn an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thứ hai là công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các khu hành chính để một mặt là tuyên truyền kiến thức pháp luật cho nhân dân, thứ hai là nhân rộng và các cái mô hình điểm về an ninh trật tự, nhằm thứ nhất là cái phát huy hơn nữa tinh thần cảnh giác của người dân cũng như cái hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ ba là công an phường đã phối hợp với quân sự, với bảo vệ dân phố, tổ chức công tác tuần tra canh gác ban ngày cũng như ban đêm, đặc biệt là chú trọng vào những ngày lễ, ngày Tết và ngày nghỉ. Và về phía công an phường còn triển khai một số cái công tác nghiệp vụ như quản lý đối tượng, quản lý địa bàn,
nhằm làm giảm tình hình an ninh trật tự. Trên địa bàn phường Liên Bảo có 300 hộ kinh doanh nhà trọ. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê trọ trên địa bàn, Công an phường đã phối hợp với bảo vệ dân phố, thường xuyên tuần tra tại các điểm tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh có điều kiện và đến từng khu trọ để kiểm tra việc thực hiện các quy định của địa phương trong việc khai báo tạm trú. Qua đó, phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi chống đối, góp phần đảm bảo cuộc sống của người thuê trọ. Em đến thuê trọ cũng được khoảng 3 tháng rồi ạ. Thì trước khi vào thuê trọ thì em cũng được các chú công an với là ông chủ trọ là hướng dẫn em làm đăng ký tạm trú tạm vắng ạ. Thì khi vào trọ thì em cũng chấp hành đúng những nội quy do ông chủ và những chú công an đưa ra. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Liên Bảo đã tổ chức kiểm tra 240 hộ cho thuê nhà trọ, lập biên bản xử lý 2 trường hợp vi phạm, thực hiện kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện và phối hợp với đội quy tắc thành phố, lực lượng dân phòng tổ chức 115 buổi làm trật tự công cộng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, nhất là khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Qua đó tuyên truyền nhắc nhở đến các hộ kinh doanh chấp hành đúng mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và kiên quyết xử lý đối với các hành vi cố tình vi phạm. Với tính chất phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Liên Bảo cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, làm chuyển biến nhận thức của các đoàn thể và nhân dân địa phương về trách nhiệm bảo vệ trật tự trị an. Trong đó, trọng tâm là xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để phong trào thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hàng chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với tình huống giả định bị Triều Tiên tấn công. Động thái Bình Nhưỡng lên án là tuyên bố chiến tranh. Cuộc tập trận quân sự chung thường niên tên gọi Ulchi Freedom Guardian, người bảo vệ tự do Ulchi, sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 8 với sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ. Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình Triều Tiên giám sát các vấn đề biên giới thông báo, bối cảnh giả định là Bình Nhưỡng xâm lược tổng lực và Seoul cùng Washington chỉ ở thế phòng vệ. Triều Tiên coi Ulchi Freedom Guardian và các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn khác là hành động khiêu khích, dọa có hành động quân sự mạnh mẽ đáp trả nếu nó diễn ra. Những cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn là một lời tuyên bố chiến tranh. Cơ quan này cảnh báo đụng độ quân sự ngẫu nhiên có thể biến thành xung đột tổng lực. Cử tri Sri Lanka đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sẽ quyết định tương lai chính trị của cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse, người đang cạnh tranh cho chiếc ghế Thủ tướng, 8 tháng sau khi bất ngờ thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống tại đảo quốc Nam Á này. Các điểm bầu cử trên khắp Sri Lanka mở cửa từ lúc 7 giờ sáng giờ địa phương, tức 1 giờ 30 GMT, và dự kiến đóng cửa lúc 14 giờ giờ địa phương. 74.000 cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho sự kiện này. Quốc hội Sri Lanka có 225 ghế, do đó chính đảng hay liên minh nào giành được từ 113 ghế trở lên sẽ có quyền đứng ra thành lập chính phủ mới. Ông Rajapakse lãnh đạo Sri Lanka trong suốt 9 năm trước khi thất bại trước nhân vật từng là đồng minh trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8 tháng 1. Hiện ông đang chạy đua vào chức thủ tướng, vị trí quyền lực thứ hai sau tổng thống. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến thị sát khu vực xảy ra các vụ nổ ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ông cũng tới thăm lính cứu hỏa, các nhân viên cứu hộ và những người bị thương và chỉ đạo các hoạt động cứu hộ, điều trị cho người bị thương cũng như xử lý các hoạt động có liên quan. Ông Lý Khắc Cường cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp kịp thời các thông tin có liên quan đến vụ nổ để mọi người đều biết về bức tranh thực của vụ tai nạn này. Tính đến nay, có tổng cộng 112 thi thể đã được tìm thấy sau hai vụ nổ lớn ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc đêm 12 tháng 8 vừa qua. 95 người vẫn mất tích, trong đó có 85 lính cứu hỏa, 722 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó 58 người trong tình trạng nguy kịch. Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng ở miền đông Ukraine, Donbass, đã bày tỏ mong muốn đưa ra những giải pháp nhằm làm giảm căng thẳng ở khu vực này. Đặc phái viên DPR, ông Denis Puslin cho biết, chúng tôi lo ngại trước các vụ pháo kích thường xuyên, đặc biệt là trong vài ngày qua, cần nhanh chóng hành động. Chúng tôi đã xác định một số bước đi ưu tiên và chúng tôi cũng đang chuẩn bị thực hiện những biện pháp thích hợp để hạ nhiệt căng thẳng. Theo ông Puslin, trước tiên cần tiến hành kiểm tra việc rút pháo hạng nặng. Ông cho biết lực lượng dân quân đã ghi nhận các vụ bắn tên lửa GRASS và thấy rõ sự tàn phá của những vũ khí này. Bước thứ hai là cần đảm bảo việc giám sát các vụ nã pháo vào ban đêm,
Bước thứ ba là thống nhất rút vũ khí cỡ nòng lớn hơn 100mm. Đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 46 độ C tại Ai Cập khiến hơn 90 người thiệt mạng. Du khách được cảnh báo các biện pháp tránh nóng khi đến đất nước này. Báo chí Ai Cập đưa tin đợt nắng nóng kỷ lục tuần này giết chết ít nhất 93 người, phần lớn nạn nhân là người cao tuổi. Trong số những người chết có 3 bệnh nhân tâm thần và 3 tù nhân ở phía bắc thủ đô Cairo. Từ tháng 5, nhiệt độ tăng cao trên khắp Trung Đông. Sự xuất hiện của gió nóng và bão cát khiến nhiều người phải tự che chắn bằng sách báo hoặc những vật dụng khác khi ra khỏi nhà. Nhiệt độ còn có thể tăng cao hơn trong những ngày tới. Để đối diện với nắng nóng gay gắt tại đây, du khách nên mặc đồ hoặc trùm khăn kín cơ thể để da không bị cháy và giữ được lượng nước cần thiết. Ngoài ra, kem chống nắng cũng sẽ là vật dụng không thể thiếu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.